Tá vendo, tá vendo? Bữa nay chị đo không được, phải cố gắng nghe em nghe. Thả lỏng, em thả lỏng đi. Vàng vàng cái thả lỏng thôi nha. Đang thui luôn. Mẫu đó, mẫu đây, sinh mẫu miếng mụn. Mẫu của chị Dê, chị Dê đó. Mẫu này đúng mẫu mày mụn nó dễ nữa.
canh thôi. Ráng em nha, cố gắng nha. Xí gì cho coi mụn, xí gì chụp mụn rồi cho coi. Hồi nãy bé cũng đau mà, bé đau chịu đau được đâu. Mình nó chỉ cần lấy chồm cái này là đủ cái video. Khuôn rớt miếng luôn Phúc. Hứng lên cho con đẹp mà rớt ha. Mụn này lẫn nam lỗ chân lông luôn, không lái lẫn nam lỗ chân lông luôn. Tuần sau đúng à, hướng này cho đẹp. Dễ thương hay cục luôn á. Rồi mười hơn à? À từ từ để xí nó cục nữa đâu.